Truyền hình Người đưa tin vừa ghi nhận phản ánh của anh Vũ Ngọc Tê về việc nghi bị lừa tại nhà hàng Uni BBQ có địa chỉ tại 93 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Cụ thể, tối ngày 17 tháng 7, anh Tê và gia đình có đi ăn tại nhà hàng Uni BBQ. Trước menu có nhiều lựa chọn, gia đình anh được nhân viên mời chào một suất ăn buffet có tên rất ngon với giá 179.000 đồng một người, gồm 32 món ăn không giới hạn số lượng. Sau khi ăn được khoảng 10 món, anh Tê có gọi set sushi tổng hợp thì được nhân viên báo là đã hết. Trong khi đó, sushi trong menu được liệt kê thành 5 món. Khi được hỏi lại thì nhân viên trả lời quanh co là đã mang lên từ đầu, trong khi khách hàng còn chưa được nhìn thấy. Em có chung là 3 chỉ bò bông lòng, 3 chỉ bò bông lòng, 3 chỉ bò bông lòng, sushi tổng hợp là thế nào? Là em gọi lúc đầu rồi ạ. À, là mang lên đây rồi á? Mang lên rồi. Cái đĩa con to kia, nó có 4 miếng sushi trên đấy á? À, như là chua chiên nhé. Hết nhá. Dù không mấy vui vẻ, nhưng gia đình anh tiếp tục gọi các món ăn khác mà nhà hàng cam kết là còn. Nhưng ngồi đợi rất lâu mà không được tiếp tục phục vụ như đã gọi, gia đình nhân viên anh không thấy đâu. Đứng dậy dù chưa dùng hết 1/3 món trên menu như quảng cáo. Trao đổi với phóng viên, anh Tê rất bức xúc vì cảm giác như bị lừa trước việc menu nhà hàng thì dài nhưng gọi gì cũng báo hết. Đây có thể là chiêu trò mới của một số nhà hàng kinh doanh đồ ăn theo kiểu buffet, ăn không giới hạn theo suất, tính tiền theo đầu người để tiết kiệm chi phí. Sau sự việc trên, nhà hàng có ngỏ lời giảm giá 35.000 đồng trên tổng hóa đơn nhưng gia đình anh không chấp nhận. Qua sự việc này, anh Tê cũng cảnh báo cho nhiều thực khách lựa chọn nhà hàng uy tín và phải bảo vệ quyền lợi của mình, tránh gặp phải những trường hợp treo đầu dê bán thịt chó như tại nhà hàng Uni BBQ.